Chiều ngày 19 tháng 4, Liên đoàn Lao động quận tổ chức giao hữu bóng đá nam giữa các cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kiến An. Bốn đội tham gia giao hữu gồm Cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động Thiên Văn, Cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động Nam Sơn, Cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động Ngọc Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kiến An. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp xuất sắc vượt qua đội cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động ngọc sơn và đội ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh kiến an hai đội cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động thiên văn và cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động nam sơn bước vào thi đấu tranh giải nhất nhì hai đội đã mang đến cho người xem một trận thi đấu sôi nổi hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1, đội Cụm Văn hóa Thể thao Công nhân viên chức Lao động Thiên Văn đã giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Cụm Văn hóa Thể thao Công nhân viên chức Lao động Nam Sơn. Đội Cụm Văn hóa Thể thao Công nhân viên chức Lao động Ngọc Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kiến An đồng giải ba. Sao hữu bóng đá nam là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, qua đó nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ vĩ đại trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn quận.